nãy giờ đi làm rồi chạy lẹ. Ê ê ê ê ê, đậu má. Ai cho tụi mày giành địa bàn của tao? Cút hết. Chỗ này tụi tao ngồi trước mà. Trước cái con cặc đậu má nhà tao ba đời chạy sơm ở đây nè. Giờ tụi mày đi không? Đậu má tao bú luôn đít vợ mày luôn giờ. Tết tới nơi. Ngồi từ sáng tới giờ chưa có thằng lồn nào đi ngang hết. Anh trai cho em hỏi chỗ này gần đây á, có chỗ nào bán bao cao su gai không? Chú mày hỏi ở đây là đúng người luôn rồi đó. Kế bên nè, nhưng mà để anh chở cho mày đi, anh lấy giá rẻ thôi. Dạ thôi em đi bộ được rồi. Bộ cái con cặc lên xe đi, đủ mẹ nó chở cho mà. Nhà anh ba đời chạy xe ôm, mày cứ tin tưởng anh. Rồi ngồi em đi, để anh đạp xe nè. Lên. Ê, ngồi em nghe, lên nè. Chạy từ thôi ông nội ơi. Thì lên xe anh mẹ yên tâm đi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cầu cho con tay qua nạn khỏi, Nam mô Di Đà Phật. Ê, ê, xe xăng hả? Đây, để qua tao, để qua tao. Xuống xe của cái lùng mẹ mày. Ui da. Xe của nó bị hư rồi, xe qua xe anh đóng ba luôn đi. Đóng ba anh lấy giá rẻ cho. Đủ mẹ qua đây. Tết tới rồi cần tiền lắm, bao nhiêu thằng cũng chở hết. Đóng ba lỡ công an thấy bắt rồi sao? Chú yên tâm đi, có cách hết mà. Ok chưa? Lắm. Kêu ngồi xích lên đủ mẹ ngồi tuốt đằng sau. Nặng cái đít nhỏng đầu luôn. Quỷ nhỏ kìa. Ngồi vậy đi về thằng ông nội. Bác Tài ơi, đau chiến giấy quá à. Ngồi kẹp kẹp đau chiến giấy quá à. Còn chỗ đâu, không lẽ mà lên đầu tao mày ngồi luôn. Chú lồn má nó chơi làm thiệt trời. Gần tới nhà em rồi đó bác Tài. Nhà em nằm dưới sông á. Ok. Tới chưa, tới chưa? Gần tới rồi. Thằng Quý nhỏ chính ra. Ê, đủ bà nổi mày.